Chào mừng các bạn đến với phần phát âm 2 cùng Hoàng My và Elsa. Hai âm tiếp theo là hai âm rất là đặc biệt và cong lưỡi lên. Để phân biệt được hai âm thì chúng ta sẽ cong lưỡi và không cong lưỡi. Mình nghĩ đến từ này chắc ai cũng có thể dễ dàng để nói, tại vì chữ S của Việt Nam nó cũng tương tự giống chữ S không cong lưỡi. Ví dụ như cặp từ để mình phân biệt nha: ship, sip, sock, shock, big ass, đừng có lộn hai từ big ass nha. Vậy là chúng ta vừa đi qua các âm sh và s. Và tất nhiên là My đã nói rất là ngắn gọn, chuyên gia giải thích cho các bạn chắc sẽ 15 phút mới xong. Vì thế cho nên nếu như các bạn muốn tập luyện nhiều hơn và chuẩn xác hơn thì các bạn hãy tập luyện với phần mềm Elsa. Bye.